Trong lô xoài 8 tấn đầu tiên xuất đi Mỹ thì có 3 tấn xoài tượng da xanh, 3 tấn xoài cát hòa lộc và 2 tấn xoài cát chu da vàng. Toàn bộ số hàng được lựa chọn ghi lưỡng và đạt tiêu chuẩn Việt gáp. Hàng không chỉ đảm bảo về chất lượng không tồn dư thuốc bầu về thực vật mà còn đạt chuẩn về kích cỡ. Với xoài tượng da xanh trái phải nặng trên 700 g, xoài cát chu từ 300 g, xoài cát hòa lộc chỉ lấy trái trên 400 g. Hiện hợp tác xã Mỹ Sương có 90 ha xoài do các thành viên tự trồng và 400 ha liên kết với bà con nông dân. Sản phẩm đã được xuất qua Nhật, Úc, Hàn Quốc và Nga từ sở nông nghiệp phát triển nông thôn đồng tháp mỗi năm tỉnh này xuất 93.000 tấn xoài và sản lượng còn tăng nếu được các thị trường xuất khẩu ưa chuộng lô hàng đầu tiên xuất qua mỹ sẽ là tiền đề cho nhiều doanh nghiệp khác đặc biệt khi tỉnh đang có 2 đến 3 đơn vị làm hồ sơ đề xuất qua mỹ